Em xin chào tất cả các bác Yolan trong phiên buổi sáng ngày hôm nay ngày mùng 1 tháng 6 năm 2021. Em xin phép cập nhật những mặt hàng em mới về. Hôm nay thì cũng về cũng khá là nhiều mặt hàng mới và số lượng nhiều. Và số đặt hàng là 0393998895 hoặc 0966121377. Nhà em nằm ở địa chỉ là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Gia Lộc, Hải Dương và những đơn giá chưa bao gồm tiền phí ship nhé. Và sau đây thì em sẽ điểm qua những mặt hàng ngày hôm nay. Cũng sẽ có những mặt hàng giảm giá này, những mặt hàng bán thanh lý này, những mặt hàng mới về này. Các bác ủng hộ em ạ. Em về một cái lô hoàng nhạn Thái nhá. Cây của nó, lô đợt này rất là cao và rất là to, đẹp, nhiều gập lá. Loại này thì hôm nay em bán cho mọi người với mức giá rất là ưu đãi thôi, với giá là 160.000 đồng một cây nhá. Đấy, giá thị trường loại này phải từ 200.000 trở lên. Cái hoàng nhạn này hoa rất là thơm, hoàng nhạn của Thái, 160.000 đồng một chậu đấy ạ. Có những cây rất là nhiều cặp lá như thế này. Chầm trắng này vừa về thêm các bác nhé. Hôm nay là một cái lô hàng mới kính con ở lô hàng chầm trắng này. Nếu như cái lô hàng mới về hôm trước các bác phải mua với giá 250, thì ngày hôm nay em sẽ để cho bác một cái mức giá cực kỳ là yêu thương. Đấy ạ, những cái bảng này đang lên rất là nhiều mầm. Và mầm đợt này nó sẽ dài hơn, nó dài và nó đẹp hơn. Bảng từ 3, 4 hoặc là 5 mầm trở lên nhé. Nói chung là từ 3 mầm trở lên. Và độ dài mầm tùy dài ngắn á, bảng nào mầm nó ít thì nó sẽ dài hơn, bảng nào nó nhiều mầm thì có cả những cái mầm ngắn hơn nhá. Em bán hôm nay siêu giảm giá với giá là 220.000 đồng một bảng trầm trắng nhá. Giá cũ là 250 ạ, hàng mới về mà bán giá siêu ưu đãi luôn các bác ạ. Đấy, đây là giò trầm trắng ạ. Em đi qua những cái mã hàng đó chính là dòng Hoàng Thảo Thái Bình, hàng dè. Đấy, toàn dè thân rất là mập đẹp. Và số điện thoại của em liên hệ là 0393998895 hoặc 0966121377. Nhà em nằm ở địa chỉ là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Gia Lộc, Hải Dương ạ. Em xin đi vào hình đầu tiên. Hình đầu tiên nó chính là một dè Hoàng Thảo Thái Bình với giá 80.000 đấy. Hoàng Thảo Thái Bình đợt này nó được cái là dè nó rất là mập này, thân nó mập và đang lên mầm rất là khỏe. Đấy, dòng này thì vòi hoa của nó thành từng chùm, dễ trồng và vòi hoa rất là dài các bác nhé. Cái dè này em bán là 80.000, rất là to mập và nặng. Dè thứ hai 90.000. Đấy, thân này nó có thể nó còi hơn một tí. Em cứ tính theo giá trị kg thôi. Cũng 1 2 3 4 cái mầm. Đấy, hình T2 nhá. Đây là hình T2 90.000. Đấy, được nguyên một cái dè Hoàng Thảo Thái Bình về các bác trồng được một giò luôn. Đấy, cái này lên mầm lên thì nó đẹp hơn rất là nhiều. Tiếp theo T3, giò này 120.000. Giò này cũng có 3 cái mầm gốc lên rất là dài khỏe này các bác này. Đấy, thân cũng mập đẹp, 120. T4 ạ, em bán với giá là 130.000. T4 này, nhiều mầm gốc chưa? Đấy, 1, 2 này, 3, 4 này. Và đây cả một dè luôn. Đây là T4 ạ. T5, cũng dè Hoàng Thảo Thái Bình, 120.000. Hai mầm gốc. Đây cả mầm gốc nhỏ ở dưới nữa. Hai mầm gốc này rất là dài, nguyên một dè. T6, 80.000. Cũng hai mầm gốc dài. Đây ạ, 80.000, nguyên một dè luôn các bác nhé. Hôm nay toàn hàng dè các bác về, chỉ cần cắt tỉa bớt rễ đi thôi. Và mình ốp lên cái miếng cây này, hoặc là mình ốp trồng ở chậu cũng được. Riêng hàng này nó dễ trồng và thứ hai là hoa nó vòi nó dài. T7 này, 140. Đấy, nguyên một dè. Đây, 1, 2, cũng nhiều mầm gốc. Hiện tại đang nhìn thấy 3 mầm gốc. Đấy, còn đâu là các bác trồng dè thì sau này nó lên cũng khỏe hơn. Đấy ạ. T8 nhá. T8 là một phần này là 100. Phần này gồm có một dè này. Đấy, một dè này. Đây là một khóm rời này. Đây cũng là một dè nữa này. Đấy, 100.000, gọi là ba khóm. Ba khóm 100.000 T8 này. Tiếp theo T9 là 120.000. 120.000 nguyên một dè, đẹp chưa? Đấy, ba mầm gốc dài đẹp. Còn hàng rừng thì tất nhiên là những cái đầu ngọn như là những cái thân già nó xuất sát thì không ảnh hưởng. Quan trọng là mùa này vẫn đang là mùa các bác gây mầm. T10 70.000. Đấy, nguyên một cái bó này Hoàng Thảo Trinh Bạch này, 70.000. Tiếp theo là T11 là combo gồm có chuỗi ngọc này, có một cây tam ở sóc và một khóm long tu đá và hai cây sóc này. Cây sóc mùa này nó hơi mất nước một tí bởi vì đang là mùa rất là nóng. Nhưng mà hàng rừng thì nó mất nước thì không ảnh hưởng gì. Còn đâu về các bác chỉ cần phục hồi tầm khoảng vài tuần là cây nó lại mọng nước và bình thường. Ở đây là một bó chuỗi ngọc này, lên cả ki trên thân luôn. Đấy, ki trên thân này. Và đây mầm gốc cũng đang bật rất là nhiều. Đây, mầm gốc này này. Đấy, cả một combo này em bán 70.000 nhá. 70.000 cái combo chuỗi ngọc và sóc Lào T11. T12 em lên cho mọi người một cái lô này là lô kim điệp nhựa. Hàng này là hàng chip, hàng giống. Đấy, hàng chip giống này thì bây giờ ấy
em có để một số mầm cây nó đang chuẩn bị nó lên. Đấy, một số cây nó đang chuẩn bị lên mầm kiểu như thế này này. Nó không có lá mấy, bởi vì hàng này nó còn nhỏ. Chỗ này em cân 7 lạng ấy, 7 lạng. Đáng nghĩa là 250 một cân thì 7 lạng này em tính với giá là 120.000. 7 lạng lẫn cả một hai khóm. Cái này là nhất điểm hồng với cả cái ngọc thạch này, với cả cái lô này. Về các bác làm giống cái này vẫn ok thoải mái nhá. 120 cả cái lô này, rất là nhiều. Đấy. Tiếp theo là T13 90.000. Một lô hoàng thảo Trần Tuấn. Nó nhỏ nhỏ xíu xíu nhá, 90.000. Nhỏ xíu để các bác về làm giống này, Trần Tuấn. Hàng sưu tầm, đấy nó từng tép. Đây lô T13. T14 cũng một lô, cũng 90.000. Đấy, nói chung là về để đợi bật mầm gốc thôi ạ. T14 90.000. T15 là một combo 100.000, bao gồm là một rổ sóc lào này với cả một phần hoàng phi hạc. Đây hoàng phi hạc đang lên rất là nhiều mầm này. Đấy, nhiều mầm chưa ạ? Đấy, cả một cái lô này là hoàng phi hạc này. Còn bên đây là sóc lào này. Đấy, những cây sóc lào. Còn cây gì không biết đây. Đấy, cả một rổ này cũng được nhiều nhiều. 100.000 combo cả cái combo rồi nhá. Đấy, đây là T15. Em có hai cái bảng này gọi là dendro ngũ sắc. Chỗ này thì hoa của nó nhiều màu nhá. Đấy, có hai bảng này. Bảng này bảng số 1 này. Hôm trước bán hơn 200-230 một bảng. Hôm nay em thanh lý cho các bác này. Cái bảng này cũng nhiều mầm. Đấy, em bán là 170.000 cái chậu dendro thứ nhất. Chậu thứ hai, cái bảng này mầm nó ngắn hơn. Ôi cái đầu ngọn nó nóng quá, nó bị thui hỏng mất rồi này. Nhưng mà những cái thân mà đã thắt ngọn thì bây giờ nó đang chưa hồ hoa đâu. Đấy, vẫn ra hoa. Bảng này em bán với giá là 100.000. Đấy. Hôm trước bán 230 đấy ạ. Dendro ngũ sắc. Em có một ít cái kiểu vuông này. Kiểu vuông này thì nói chung là nó cũng không được đẹp đâu. Em bán cái lô này cho các bác làm giống nhé. Cũng có một số thân còn lại được, một số thân thì nó hư mất. 30.000 cái lô kiểu vuông này nhé. 30.000 cái chỗ này. Sẽ cắt tỉa bác những cái thân vàng mà nó hư đi. Có một mớ long tu đá hoa trắng này, siêu nhiều. Đây là mỗi mớ này em bán 50.000 một phần. Đấy, chia làm hai phần, mỗi phần 50.000. Cả một bụi, một đống luôn. Đấy, có hai phần 50.000 một phần. Long tu xuân ạ. Long tu xuân thì 250.000 một cân, 250 một cân và 50.000 một bó. Đây long tu xuân này mầm bây giờ nó đang lên ngăn ngắn này. Đấy. Em có hai giò nữ hoàng bóng đêm này, rất là nhiều mầm gốc đang lên này. Giò này em gọi là giò số 1 này, 110.000 đồng. Giá cũ là 160.000 đấy ạ. Đấy. Còn bụi thứ hai, bụi này hơn 200 thì hôm nay em bán cho các bác 140. Bụi này siêu bự 140.000. Hoa rất là thơm nhé. Táng hương đuôi cáo em thanh lý các bác là 150 để các bác vào vườn làm giống nhé. Nó hơi mất nước mùa này, dòng dáng hương này mất nước cực kỳ nhanh. Nên là em thanh lý là 150 một cân. Cây nó cũng cây nhỏ, cây giống này, cũng nhiều cây xếp ấy. Hoàng thảo môi tua, chỗ này còn hơn một cân này, em bán 100.000 đồng một cân nhé. Giá cũ là 150. Cùng với môi tua thì cũng có trinh bạch này, cũng còn một ít này, cũng 100.000 đồng một cân. Phi điệp vàng cũng 100.000 đồng một cân. Đồng giá nhá, đồng giá 100.000 đồng một cân này. Và đây là sóc lào cũng còn một ít, cũng 100.000 đồng một cân ạ. Trồn trắng cây giống nhỏ này, này. Em bán 150.000 một cân. Đây, nó cây nhỏ thôi. Hôm trước là bán 180, hôm nay bán 150 một cân trồn trắng. Hoàng thảo tích tụ. Dòng này thì em bán 150.000 một cân, hoàng thảo tích tụ. Tiếp theo lại tiếp tục lên cho mọi người những cái dòng chấp Mỹ hàng thành phẩm nhá. Hàng này đối với dòng năm cánh hạng trắng hậu hồng nó còn giá trị hơn. Một thân bán ra Tết còn 350 một thân cơ mọi người ạ. Hôm nay em về cái chậu này nó cũng nhiều thân, mà thứ hai là hàng cũng là hàng ươm ki. Em cũng đánh thành từng mã các bác nhá. Hôm nay thì có 10 mã chấp Mỹ thôi ạ. Em ký hiệu là mã chữ B nhá. Ví dụ như B1 này. Ví dụ thân cái thân tơ, thân hoa năm ngoái là cái thân này này nó đang xuống lá này, là bán ra là 300 đến 350 một thân. Hôm nay chậu này là 350. Các bác có một thân này, hai thân này, ba thân đang lên đi ngọn này. Đây là cái thân già năm ngoái, bây giờ nó đang lên ki này các bác này. Đấy, có hai cái thân già đang lên ki. Đấy, giò này em bán 350 nhá. Đấy, đây là giò B1 350 này. Tiếp theo giò B2 290. Giò này có một thân rất là dài đang đi ngọn. Đây thân thứ hai cũng đang đi ngọn này. Đấy. Hai thân này em bán 290.000. Đấy, thân cao hơn. Mã B3, giò này 280. Giò này nhiều thân nhưng mà có một cái thân này nó hư đầu ngọn. Thực ra hư đầu ngọn các bác cắt đi cho em để cây nó vẫn nảy nấm gốc nhá. Đây một thân dài đang đi ngọn rất là khỏe này. Đây có một thân này đang lên ki này, có hai thân đang lên ki trên thân.
một cái key nhỏ thôi, là bây giờ đã bán ra 60.000 một key nhỏ ấy. Các bác lấy luôn cả cái chậu này, gọi là thân này không tính tiền đi. Đấy, còn đâu những cái thân kia, một hai thân này, hai thân đang đi, hai thân đang thoát ngọn lên key, một thân dài đang đi ngọn này và một thân này là hy đầu ngọn, 280.000. Thực tế giò này phải 350. Tiếp theo là giò B4 206, có một thân dài đang đi ngọn này. Đấy, thân này dài phải 1 2 3 găng tay. Đây có một mầm gốc đang lên này, đây hai mầm gốc này. Đây có một cái thân này cũng đang lên key trên thân. Đấy, một cái thân nhỏ đang lên key trên thân này. Đây, đang lên key. 260.000, rẻ, rất là rẻ luôn đấy ạ. Tiếp theo là B5 206, giò này cũng một thân này, hai thân đang đi ngọn, 1 2. Đây cả đây những key trên thân nữa, 260.000. Đây là mã B5. Đây là mã B5 nhé. Tiếp theo mã B6 320. 1 2 3 4. 4 thân. Hình như chậu này đúng không? 4 thân 320. 2 4 thân. 320.000. Tiếp theo B7 209. Giò này cũng mồm có. Đây một thân này đang lên key này. 1 2 3 4. 4 thân nhưng mà có một cái đầu ngọn của cái loại này, nó hình như nó bị hư đầu ngọn ấy. Vừa rút ra. Đấy. Đây 1 này, 2 3 4, tính ra là 5 thân. Đây key trên thân này, giò này cũng rất là rẻ. Có 200 mấy nhỉ? 290.000. Ôi giời ơi, chất Mỹ đợt này rẻ ơi là rẻ luôn, không mua thì quá là tiếc đấy. B8 250. Đây, giò này có một thân này đang đi ngọn này, một mầm gốc này. Đấy. Giò này có một thân nữa nhưng mà thân này cũng bị hư đầu ngọn. Tính ra là chậu này hai thân và một mầm gốc nhưng mà một đầu bị hư. 250. Đây là B8 nhá. Tính ra Tết thì cho đấy là giá thành như thế là rất là rẻ thôi. Còn những cái thân này các bác cắt đi. Đấy, bôi keo này sẹo nó vẫn bật mầm gốc phát triển bình thường. B9 250. Đấy, siêu nhiều mầm luôn. 60.000 một ki mà em đến sơ sơ 1, 2, 3, 4, 5. Ít rất là 5 ki. 6, 5, 300.000 rồi. Mà chưa thể cái thân tơ này nữa này. Đấy, 250 này. Cái giò này, B9. Và B10 là 280. Một thân, hai thân. Hai thân. Và đây có một mầm nữa đang lên này. Đây cả đây là một thân thắt ngọn cũng đang lên key này. Đây cũng thân này cũng thắt ngọn năm vừa rồi này, 280.000. Đấy, vừa rồi là có 10 mã chất Mỹ nhá. Chất Mỹ thành phẩm hôm nay là cũng giá nó siêu rẻ luôn các bác. Lấy một chậu về có thể tách làm 2 3 chậu nhỏ, mỗi chậu một thân cũng được. Về thêm một lô hoàng nhạn Indo nhá. Ngày hôm nay hoàng nhạn Indo về rất là nhiều cặp lá, cây lá xếp đẹp này. Dòng này thì hoa siêu thơm, cực kỳ là thơm. Và em hôm nay thì vẫn sẽ có chương trình giảm giá với các bác, chỉ tính với giá là 150 một cây thôi ạ. Cây lá xếp nhiều cặp lá. Giá hôm vừa rồi về em bán 200.000 một cây cơ. Hôm nay thì giảm giá có 150 thôi ạ. Trầm thân nù 6 mắt đậm nhá. Đây là dòng trầm thân nù 6 mắt đậm. Hàng này thì hoa của nó là mặt hoa 6 mắt. Hôm vừa rồi nó có mặt bông ở trên thân này. Đấy, đây là hoa bói. Vừa tàn hoa mà mắt của nó vẫn rất là đậm này. Em sẽ đính kèm cho mọi người cái mặt hoa ở trên màn hình, bởi vì có bông hoa bói trong lô rồi. Em xuất cho mọi người là những cái chậu của nó đang lên mầm, thậm chí có những cái thân nó thắt gọn, nó phình nù như thế này này. Một chậu hàng sưu tầm của trầm thân nù 6 mắt này em bán với giá là 160.000 đồng một chậu nhá. Hàng số lượng có hạn và rất là đẹp, giá rẻ. Đây này, cái hàng này nhá, cây của nó thân nù lá nhựa này. Đấy, thậm chí có những cây lá mít tròn xoe, cây nó khi nù này, thân mập đẹp. Thân càng khi thắt ngọn nhá, thân nù rất là đẹp nhá. 160.000 đồng một giò ạ. 160.000 đồng một giò. Đây là trầm 6 mắt đậm thân nù. Đấy, trầm thân nù 6 mắt đậm. Đây gửi cho bác những cái cây mà đang lên mầm gốc siêu đẹp như thế này, với giá chỉ có 160.000 thôi. Lại tiếp tục về thêm một cái lô trầm 5 cánh trắng mắt đỏ đấy ạ. Dòng này là một cái dòng trầm mà hôm vừa rồi bán siêu chạy hàng của nhà em các bác nhé. Hôm trước thì thân của nó thì nó ít mầm gốc hơn, nó có một thân hoa ít mầm gốc hơn, là lúc đấy là đang bán hơn 200.000 một giò. Hôm nay là về cho bác những cái giò mà mầm gốc nó nhỏ này. Đấy, bảng nó cũng nhỏ, nó nhiều mầm gốc hơn này, nó ngăn ngắn thôi. Thì cái giá thành hôm nay em bán để các bác sưu tầm làm giống với giá là chỉ có 170.000 đồng một giò thôi. Đây ạ, tình trạng hàng nhá, mầm nó ngăn ngắn tầm khoảng 5 cm đổ lại. 170.000 đồng một giò trầm 5 cánh trắng mắt đỏ nhá. Hàng này nhanh cháy hàng nên là hàng này em ưu tiên nhập số lượng nhiều hơn. Đấy, hàng rất là đẹp, những cái bảng này về thuần nồi các bác về chỉ việc treo lên thôi ạ. Lan đuôi công ạ, một trong những dòng hàng mà những giới chơi lan người ta vẫn thường ví von là loại hàng đẹp, độc và lạ đấy ạ. Đấy, hàng này thì một chậu của nó cũng khá là nhiều thân. Đấy, hàng đây là hàng thân lùn này. Có những chậu cây cao thì nó ít thân hơn một chút, nhưng cây cao và mập rất là đẹp.
Em bán một chậu lan đuôi công này là 180.000 đồng một giò nhá. Đấy, hoa của nó rất là đẹp luôn. Hoa thành từng chùm. Đấy. Như cánh con công á, đuôi con công á, rất là đẹp. 180.000 đồng một giò ạ. Phi điệp giống thì nhà em hiện tại có nhiều loại khác nhau, hàng gieo hạt. Và hàng này cứ mua từ 10 cốc bên em bao ship nhá, đối với dòng phi điệp giống này. Và em sẽ đi lần lượt từng loại. 5 cánh trắng Phú Thọ nhá, vừa về thêm 35.000 đồng một cốc. Để có cốc thân dài thì ít thân, còn thân ngắn thì nhiều thân nhá. Còn đây là 5 cánh trắng HO, hàng gieo hạt, cũng 35.000 đồng một cốc ạ. 35.000 đồng một cốc. 5 cánh trắng Hải Dương, hàng gieo hạt, thân xanh này, 35.000 đồng một gốc. Nói chung là hàng gieo hạt thì tỷ lệ mình cũng là bắt mặt hoa sổ số ạ. Còn hàng nếu mà các bác bảo là chuẩn chỉnh ki ấy, thì nó đã là hàng ươm ki là mấy triệu một sen cơ. Đấy, hàng này cho mọi người bắt sổ số nhá. Đấy, hôm nay lại về thêm cái lô hàng 5 cánh trắng, hàng gieo hạt ạ. Hồng Yên Thủy, Hồng Yên Thủy hàng gieo hạt. Đây ạ, một chậu của nó thì cũng khá là đẹp. Đó, cây của nó thân tía đẹp. Loại này 35.000 đồng một cốc nhá, trồng trong cốc phi 8. Hồng Yên Thủy 35.000 một cốc. Phi điệp ma bó ạ, cái lô hàng về quá là đỉnh luôn. Và hàng đây các bác nhìn này, thân khá là nù, bản lá nhựa, dày dặn, đẹp. Loại này thì nó có cả những cây thắt ngọn rồi, phình nù này. Còn những cây đi ngọn thì thân của nó vẫn đang đua ngọn rất là khỏe. Nói chung là cái lô hàng về rất là ưng ý nhá. Phi điệp ma bó này em bán 35.000 đồng một cốc. Và các bác mua 10 cốc sẽ được bao phí ship nhá. 350.000 được bao phí ship ạ. Phi điệp núi chúa, cập bến cái lô hàng phi điệp núi chúa cũng khá là đẹp và nhiều thân. Đấy, một chậu của nó đây, cũng nhiều ki nhiều thân trên một chậu nhá con nhá. Đó, hàng núi chúa này mặt hoa của mẹ của nó rất là đẹp. Đó, đây cái lô hàng vừa mới về này, rất là xịn sò luôn. Núi chúa này em cũng bán là 35.000 đồng một cốc nhá. Và loại này mua từ 10 cốc sẽ được bao phí ship vận chuyển. Phi điệp núi chúa, phi điệp sơn điền ạ. Những cái cốc ki phi điệp sơn điền đang phát triển về ngọn này. Đó, phi điệp sơn điền 35.000 đồng một cốc. Và mua 10 cốc sẽ được bao phí ship. Cây của nó đi ngọn rất là khỏe và đẹp. Đây cũng là cây ki năm 2 rồi nhá, chứ không phải là cây ki năm nhất gì đâu. Rất là khỏe khoắn. Nù 68 ạ. Nay em về cái lô hàng nù 68 đây. Nù 68 40.000 đồng một cốc nhá. 40.000 đồng một cốc nù 68. Còn bên đây là Di Linh Thác Khói, cũng đang đi ngọn rất là khỏe. Cái này thì sẽ ký hiệu ở trên mã trên thùng. Đây, khi gửi đi em sẽ ký hiệu cho các bác vào đây. Đây là Di Linh Thác Khói, 40.000 đồng một cốc nhá. Di Linh Thác Khói. Em về có một loại đó chính là Di Linh Xuân Lai với Hồng Mỹ Nhân. Và hai hàng này thì hàng lai ra một cái cây mà nó rất là khỏe và đẹp, rất là to như thế này này. Đấy, Di Linh Xuân Lai Hồng Mỹ Nhân. Loại này thì em bán với giá là 75.000 đồng một cốc. Đấy, chậu này là chậu to, chậu phi to, 75.000 đồng một cốc Di Linh Xuân Lai với Hồng Mỹ Nhân ạ. Cây rất là lực và khỏe. Hoàng Phi Hạc hàng thuần ạ. Cái hàng chậu thuần này thì nhà vườn người ta thuần đến hơn 2 năm rồi các bác ơi. Em lấy tạm cho bác một chậu để các bác biết được cái độ đẹp và mướt của cây như nào nhá. Một cái chậu này đang lên rất là nhiều mầm gốc. Và chậu bự này tết phải từ 250 đến 280 một chậu. Hôm nay em bán cho mọi người cái chậu về, các bác chỉ việc treo lên và cho thêm phân bón thôi, với giá là 180.000 một chậu. Hoàng Phi Hạc hàng thuần. Đấy, hàng này một số cây nó đang thắt ngọn và nó xuống lá, còn những cái cây đang đi ngọn thì cây của nó đang phát triển rất là bình thường. Một chậu to bự, hàng em cũng còn số lượng ít thôi, bởi vì hàng này hàng đẹp mà khách người ta cũng khá là thích cái dòng này đấy. Em còn hai giò này gọi là dendro vàng, phân nhánh, hoa màu vàng và rất là sai hoa nhé. Một bụi to đùng nhiều thân như vậy em bán 90.000 đồng một giò, 90.000 đồng một chậu. Hai châu Thái, hàng giống lá mít này, 25.000 đồng một cốc nhé. 25.000 đồng một cốc, hàng lá ngắn, cây của nó cũng nhỏ nhỏ thôi các bác ạ. 225.000 một cây. Em có một vài giò, đây là vũ nữ ong chúa. Hàng này thì lá của nó hơi bị cắt lá. Đây, có những cây nó lá nó dài, nó bị cắt lá như thế này. Em thanh lý các bác 120 một giò. Đấy, khi mới về cái dòng ong chúa này cực kỳ hot mà bán ra phải 200.000 một giò. Hôm nay em bán thanh lý 120. Nó cũng đang lên mầm này. Đấy, những cây nó đang lên mầm. Còn đâu là lỗi lá một chút xíu thôi. Đấy, ví dụ như thế này. 120.000 nhá, một cây. Vòi này hoa dài phải 7-80 cm cơ. Hoa ong chúa này rất là đẹp và thơm. Chamnetto đỏ, dòng này thì mặt hoa của nó màu đỏ đậm và màu đỏ nhung rất là đẹp. Hoa thơm. Chamnetto đỏ này một bảng này em bán với giá là 150 một bảng nhá, 150.000 một bảng Chamnetto đỏ. Hoàng thảo tím Huế. Em lọc trong vườn ra có những cái bảng hoàng thảo tím Huế cực kỳ là nhiều thân.
đang lên rất là nhiều mầm, 150.000 một bảng. Đấy, giá bình thường phải hơn 200.000 đấy ạ. Hoa tím đẹp. Sau đây thì em xin phép là giới thiệu đến cái dòng bộ cát của em, mới có hơn 10 màu sắc khác nhau nhé. Những màu sắc này thì em sẽ đính kèm cho mọi người mặt hoa trên màn hình. Và hôm nay ưu đãi hơn với khách hàng là khi mua từ 3 chậu em sẽ bao phí ship cho các bác. Đấy, chương trình giảm giá vào cái mùa dịch Covid này thì em sẽ hỗ trợ cho khách hàng, khi mua từ 3 chậu bên em sẽ hỗ trợ free ship cho các bác đến tận nhà nhé. Đấy, những dòng cát này em sẽ đính kèm cho mọi người thành từng mọt mặt hoa, đính kèm ở trên để mọi người dễ dàng tham khảo hơn và lựa chọn cho mình những cái giò lan, giò cát đẹp. Hàng này thì hoa quanh năm, và cát một lá này là dòng cát bông to, rất là sai hoa đẹp nên là được rất là nhiều người yêu thích. Và sau đây thì em sẽ đi chi tiết từng mã, các bác đọc đúng tên mặt hoa hoặc là tên mã thì em sẽ chốt đơn và nhập cho các bác đúng những cái dòng này nhé, tại vì hàng phân loại hết rồi. Mã số 1 cát hồng Giáng sinh nhé. Dòng này thì bụi nó to, nó lớn nên là loại này thì nó sẽ có mức giá nó thêm một chút tiền hơn so với những loại thông thường. Loại cát hồng Giáng sinh bông hoa rất là đẹp, em bán là 170.000 đồng một giò. 170.000 đồng một giò, mã số 1. Mã số 2 cát hồng đậm ạ. Đây ạ. Cát hồng đậm thì bụi nó sẽ nhỏ hơn. Và loại này là 130.000 đồng một bụi nhá. Đây là cát hồng đậm. Đấy, và tùy từng màu, từng size thì nó sẽ có là cái độ to nhỏ khác nhau tùy từng màu mặt hoa nhá. Mã số 3 màu vàng lưỡi đỏ ạ. Đây, cái dòng này thì thân của nó rất là mập. Thân rất là mập và đẹp này. Đấy, đang lên mầm này. Mã số 3 màu vàng lưỡi đỏ, hoa đẹp. Mã số 4 trắng họng vàng. Loại này thì cũng thân cũng khá là mập. Tuy nhiên thì cũng còn vài chậu thôi. Trắng họng vàng 130.000 đồng một giò, trắng họng vàng. Mã số 5 ạ, đây là cát ngũ sắc nhá. Đây là cát ngũ sắc, một trong một bông hoa của nó rất là nhiều mặt màu hoa khác nhau. Dòng ngũ sắc này bụi của nó cũng khá là nhiều thân, em bán là 130.000 đồng một giò cát ngũ sắc ạ. Cát trắng lưỡi nhung. Dòng này thì hoa của nó rất là đẹp, bụi nó cũng khá là to. Cát trắng lưỡi nhung này em bán là 130.000 đồng một giò nhá. 130.000 đồng một giò cát trắng lưỡi nhung. Đấy, những cái lá nào hư thì em sẽ cắt tỉa đi, bởi vì dòng này mùa này nó hơi nóng ấy. Cái lá cát thì nó cũng nhiều nên là em sẽ cắt những cái lá xấu đi ạ. Xanh lưỡi hồng ạ. Đây là cái dòng cát mà cực kỳ là đẹp, với bông hoa rất là sai, màu xanh với lưỡi màu hồng. Đấy, dòng này em bán là 130.000 đồng một giò cát xanh lưỡi hồng. Mã số 8, cát đỏ cam. Đỏ cam cũng chỉ còn vài bụi thôi. Đấy, đỏ cam 130.000 đồng một bụi đỏ cam, mã số 8. Mã số 9 ạ, đây là cát trắng lưỡi hồng. Đấy, trắng lưỡi hồng. Đây ạ, dòng này bụi to, thân lá lùn đẹp, 130.000 đồng một giò, mã số 9. Mã số 10 vàng mắt đỏ nhá, một bụi cũng khá là to và nhiều thân. Em bán với giá là 130.000 đồng một bụi, đây là cát vàng lưỡi vàng mắt đỏ. Mã số 11, đây là vàng mắt nai ạ. Đây cái bụi vàng mắt nai này. Đây là cái dòng hàng khá là cháy hàng này, 130.000 đồng một giò vàng mắt nai. Mã 12 trắng lưỡi tím. Cũng còn 3 giò nữa ạ. Trắng lưỡi tím 130.000 đồng một giò. Mã số 13, đây là màu vàng đẹp. Đấy, màu vàng này thì hoa của nó đẹp nên là em tạm gọi nó là vàng đẹp nhé. Mặt hoa thì như trên màn hình mọi người xem. Vàng đẹp này em bán là 130.000 đồng một giò ạ. Cuối cùng cái màu hoa xanh cốm là cái màu hoa mà được rất là nhiều mọi người yêu thích. Dòng này thì cây của nó cũng ít giả hành thôi nhưng mà được cái là rất là cứng cáp và đẹp. Xanh cốm này cũng với giá là 130.000. Vừa rồi là 14 những cái mã cát mà hiện tại nhà em đang có. Nếu như các bác mua ở ngoài thị trường thì người ta có thể bán cho các bác những dòng cát solo không phân màu hoa, thì có thể là về sẽ mình sẽ không biết là những cái mặt hoa này có trùng hay không. Thì nhà em lựa chọn tiêu chí là phân loại cho các bác để các bác dễ dàng có thể là lựa chọn vào cái bộ sưu tập cát của mình. Với giá 130.000, có những bụi rất là to và thậm chí là bụi này nó cũng rất là đẹp, thì em nghĩ là với mức giá này thì các bác mua sở hữu một giò cát để chơi hoa quanh năm thì cũng rất là đáng tiền. Và một lần nữa là mua 3 chậu sẽ được bao phí ship tận nhà nhé. Hôm nay thì em ưu ái khách hàng như thế. Các bác đặt hàng thì liên hệ với em theo số điện thoại nhà em ạ. Các dòng Dendro này thì nhà em có chương trình hỗ trợ khách hàng khi mua từ số lượng 5 chậu và mua từ 10 chậu. Lưu ý là nhà em giảm giá trực tiếp trên cây khi mua số lượng nhiều chứ không bao ship nhé. Bởi vì các bác cứ tính theo, nếu mà một cái đơn hàng ví dụ mua 10 cây nhà em thì em giảm giá 10.000 một cây, tức là giảm 100.000. Với việc các bác hỏi bao ship hay không thì bao ship, ship nó chỉ rơi tầm 5-60.000 thôi, thì các bác vẫn được lợi hơn về vấn đề là mua cây nhé. Nên là em báo giá trực tiếp là mua từ 5 cây giảm 5.000 đồng một cây, mua từ 10 cây được giảm 10.000 đồng một cây, giảm giá trực tiếp trên hóa đơn và chưa bao gồm tiền phí ship nhé.
Đấy, em sẽ đi qua từng loại báo giá chi tiết các bác. Gửi đi sẽ ghi tên cho mọi người vào thành bầu những cái tên cây. Và hàng này thì chuẩn hoa và phân loại màn hoa cho mọi người nhé. Tại vì trong cái bộ sản phẩm những cái dòng Nano này, nó có hàng trăm loại khác nhau để bổ sung vào bộ sưu tập, thì các bác nên lấy những loại phân loại rồi. Pesoda cam nhé, Pesoda cam, cái dòng này hoa của nó màu cam lửa này. Em còn 2 giò thôi, 100.000 đồng một giò nhé. Pesoda cam, cây nó lùm lùm đấy ạ. Tiếp theo đó chính là ba lưỡi hồng hay là ba hồng ba xanh này, bông hoa của nó đây rất là to đấy. Cái này là vừa hư một số ngồng hoa chứ còn thực tế nếu mà nở ra thì bụi của nó rất là to đẹp. Chậu của nó thì đây 80.000 đồng một chậu thôi ạ, 80.000 đồng một chậu. Hàng này hoa bền đến hơn 2 tháng quanh năm đó. Tiếp theo là bò vàng nhá, bò vàng lá mít cánh xoắn này, cánh xoắn lá mít này, chậu cây tơ nhiều thân 80.000 đồng một giò, cây bò vàng. Tiếp theo nữa đó chính là tím Huế ạ. Tím Huế hoa sai hoa và dòng này thì cây của nó cao, mập, 80.000 đồng một giò tím Huế nhá. Cũng là một mặt hàng được các bác rất là quan tâm ạ. Uraguan, cái dòng hoa của nó là màu trắng lưỡi tím. Dòng này thì bụi cũng khá là to, đẹp, 80.000 đồng một giò Uraguan nhá. Uraguan, hoa cánh bay đẹp lắm ạ. Hoa hồng blue, đây là thuộc dòng dendro hoa hồng. Bông hoa của nó tựa như bông hoa hồng và đây là màu hoa tím đậm nhá. Hoa hồng blue này cũng 80.000 đồng một giò, 80.000 đồng một giò hoa hồng blue ạ. Thỏ hồng ạ. Những cây thỏ hồng xanh mướt mát và thỏ hồng này cũng nhiều thân trong một chậu lắm ạ. Thỏ hồng em bán 80.000 đồng một giò thỏ hồng nhá. Tiếp theo đó chính là thỏ xưa. Cùng với thỏ hồng thì thỏ xưa cũng là một mặt hàng cũng được mọi người yêu thích. Bông hoa màu trắng lưỡi tím, cánh bay như tai thỏ đấy ạ. Thỏ xưa này cũng 80.000 đồng một giò ạ. Măng cụt, đây là cây măng cụt đấy ạ, cũng nhiều thân và hoa của nó màu tím hồng, 80.000 đồng một giò măng cụt. Hiroshi hoa màu tím, đây ạ, mặt hoa của Hiroshi hoa màu tím này, cánh viền trắng này. Bông này thì thực tế nó dài nhưng nó bị gãy đi một số những đầu ngọn ở trên. Đây khuôn bông của nó đây. Thân của nó cây nù mập. Đây bụi mập, em sẽ lấy cho mọi người những cái bụi thân mập ở phía trong nhé. Rất là nhiều cây mập này, 80.000 đồng một giò nhé, 80.000 đồng một giò. Có một cây đang hoa, đây là Hiroshi, cao mập đẹp. Ngọc trai đen, đấy dòng hoa với mặt hoa màu đen huyền bí, 80.000 đồng một giò. Đây là ngọc trai đen nhé, ngọc trai đen cũng còn ít thôi ạ. Big Red hoa của nó màu đỏ, Big Red hoa màu đỏ đậm này. Đấy Big Red, cây tơ mượt và đang thắt ngọn, chuẩn bị nhú vòi hoa. Big Red 80.000 đồng một giò. Bò nâu ạ, bò nâu này cái bụi của nó rất là to khủng nhá. Bụi bò nâu rất là to khủng, nhiều thân. Đấy dòng bò nâu bụi to, nhiều thân này em bán cũng 80.000 nhá, 80.000 đồng một bụi bò nâu. Tiếp theo đó chính là măng mắt rồng. Đây là cây mắt rồng, cây tơ nó ít thân hơn. Tùy từng loại dendro nhé thì cái độ nhiều thân ít thân nó sẽ khác nhau. Đây là lý do tại sao em sẽ quay chi tiết cho mọi người từng loại nhé. Mắt rồng 80.000 đồng một chậu, mặt hoa đẹp. Banana hoa thơm, đây là top những cây hoa thơm này, banana này. Bụi của nó nhiều thân, cây lùn mập này, 80.000 đồng một giò banana hoa thơm. Dendro lá biên phát tài ạ, dòng này thì chơi cả biên lá và biên cả mặt hoa nhé. Đây ạ, cây này cây lá biên này. Lô đợt này cây cao mập đẹp hơn là những cái lô trước. Đấy cây khỏe mạnh, 120.000 nhá. Dòng này thì hoa của nó đẹp và giống của nó đắt, đắt hơn những cái loại dendro thường. Đấy cái lá biên phát tài này, dendro này hoa quanh năm. Hoán long ạ, hoa của nó màu đỏ cánh xoắn này. Cây đợt này nhiều thân mập đẹp với giá chỉ cũng 80.000 thôi. Hoa đỏ xoắn, bác nào thích hoa đỏ thì cái loại hoán long này hoa đẹp. Saritong, dòng hoa nắng mới và dòng này mặt hoa đẹp, rất là nhiều mầm đẹp. Loại này 80.000 đồng một chậu Saritong. Chớp sữa Enobi ạ, mặt hoa này là mặt hoa cánh chớp, viền chớp. Dòng chớp sữa này là 120.000 một giò nhé. Đây tình trạng cây như thế này. Cái hàng này thì bản chất cây nó sẽ có một sự khác biệt, đó chính là khi cây của nó trưởng thành ấy, nó sẽ trụi những cái lá từ gốc và khi mà nở hoa xong thì nó trụi hết cả lá luôn và nó đẻ mầm. Dòng chớp Enobi chớp sữa này là giống nó đắt, 120.000 đồng một giò chớp sữa Enobi. Chara Red dòng hoa thân mập đẹp và màu hoa tím đậm nhé. Chara Red 80.000 đồng một giò.
Nắng kaji thân mập đẹp, và dòng này thì hoa rất là sai, hoa đẹp này. Nắng kaji này 180.000 đồng một giò, nắng kaji. 5NY cây cao to mập đẹp 80.000 đồng một giò, 5NY ạ. Vàng mai, đây vàng mai bụi cũng to nhiều thân. Vàng mai cũng 80.000 đồng một giò nhé. Đây, đây là nắng, ở đây là đen rô vàng mai, hoa màu vàng. Đỏ tím ạ. Cái cây đỏ tím rất là bự mập, màu này hoa màu đỏ đậm. Màu đỏ đôi ạ. Rất là bóng đẹp, 80.000 đồng một giò. Đây là cây đỏ tím. Tiếp theo là cây người đẹp châu Phi. Đây là một dòng đen rô nắng mới đây. 80.000 đồng một giò, người đẹp châu Phi. Vàng chanh bụi to, cây cao nhiều thân. 80.000 một giò ạ. 80.000 một giò vàng chanh nhá. Đây bụi rất là to này. Đang nhú vòi, nhiều cây đang nhú vòi đấy ạ. 80.000. Rồng xanh cây cao to này cũng 80.000 một chậu. 80.000 một chậu. Tiếp theo là rồng đỏ xưa, hoa đỏ xoắn, 80.000 đồng một giò, rồng đỏ xưa. Đấy. Vừa rồi là những cái dòng đen đôn nhà em có, mọi người đặt hàng lưu ý cứ mua từ 5 chậu và mua từ 10 chậu, em có những cái mức giảm giá cực kỳ là ưu đãi nhé. Bên đây là những cái cây cù lao minh, hàng cù lao minh màu hoa xanh ngọc đấy ạ. Đấy cái bông hoa xanh ngọc của nó, hoa này rất là sai và cây nhiều cặp lá này. Đợt này em lấy cái lô này về đẹp với giá chỉ có 150 thôi, giá bình thường nó phải rơi từ 180 đến 200.000 một cây cù lao minh, hàng sưu tầm. Tiếp đến là những cái chậu hoàng phi hạc hàng thuần nhé. Hàng hoàng phi hạc hàng thuần thì người ta trồng thuần đến 2-3 năm tại vườn rồi. Và các bác lấy những cái chậu cây này về là các bác chỉ có chơi luôn thôi. Đấy, một chậu to so với việc các bác mua hàng cân mùa này ấy, thì các bác lấy luôn cái hàng chậu này về, nó rất là nhiều mầm, đẹp. Đấy, cái lô này về thì em bán cho mọi người với giá 200.000 một chậu, giá Tết từ 250 đến 280 nhé. Chậu nhiều mầm với giá chỉ có 200 thôi. Đấy, chậu này còn nhiều mầm hơn này. Đấy, 200.000 một giò hoàng phi hạc hàng thuần 2 năm rồi. Và mua 2 chậu nhé. Hôm nay chương trình ưu đãi các bác cuối tuần, 2 chậu sẽ được bao phí ship vận chuyển. Giáng hương mặt trời đỏ ạ. Cây của nó nhiều cặp lá này. Cây giáng hương mặt trời đỏ này 180.000 một cây. Mua 2 cây tính với giá là 170.000 nhé. Mua 2 cây là 170.000 một chậu. Tiếp đến là những chậu đen rô xuân ạ. Đây là những chậu đen rô xuân nhiều thân. Tết một chậu này cũng từ 250 trở lên. Hôm nay em bán một chậu nhiều thân mập như thế này với giá chỉ có 200.000 thôi. Chậu nào thấp thì nó nhiều thân, chậu nào cao thì ít thân. Có những cây dendro lá mít rất là đẹp. 200.000 đồng một chậu nhé. Dendro xuân lấy 2 chậu thì em tính là 190.000. Châu Như F2. Hàng này thì trong lô vừa rồi đã sổ ra rất là nhiều mặt hoa bẹt thời điểm Tết vừa rồi nhé. Hàng châu như F2 có những cây đi ngọn này, có những cây nù thắt ngọn và đang lên mầm kia ở trên thân này. Loại này thì em bán 75.000 đồng một cốc. Lấy 3 cốc em tính là 70.000 đồng một cốc. Châu như F2. Nù tali, cây nù tali, những cái cây nù tali này, cây đang lên mầm gốc rất là khỏe đẹp. 85.000 đồng một cốc nhé. Và loại này mua 3 cốc tính giá là 80.000. Các bác có thể kết hợp giữa châu Như F2 và nù tali, cứ mua từ 3 cốc thì đều giảm giá cho các bác 5.000 một cốc nhé. Còn bên đây là Di Linh Xuân Lai với hồng mỹ nhân. Loại này thì cũng 75.000 đồng một cốc và mua 3 cốc tính giá là 70.000. Đấy, kết hợp với nhau thì đều giảm giá cho các bác ạ. Một mặt hàng nữa em xin giới thiệu đến các bác đó chính là giả hạc hoa hồng đỏ. Đây cái mặt hoa của nó đây. Đấy. Mặt hoa của giả hạc hoa hồng đỏ đây. Bông hoa đỏ đậm nhá. Mỗi cốc của nó thì nó cũng là hàng ki ngắn ngắn nhỏ thì thôi. Và đây là những cái cốc giống. Em bán là 95.000 đồng một cốc. Mua 3 cốc tính giá là 90.000. Đây ạ, giả hạc hoa hồng đỏ đấy ạ. Mỗi cốc của nó thì nó cũng nhiều đầu. Đấy, hàng này Tết người ta cũng bán theo thân tính tiền đấy ạ, chứ không có hàng mà giống để bán cho mọi người đâu. Bây giờ các bác về các bác tranh thủ các bác ghép ra ấy, thì Tết sẽ có một cái giò đẹp rực rỡ hơn nhiều. Tiếp nữa đó chính là những chậu hạc vĩ thiên cung lữ bố nhá. Hàng hạc vĩ thiên cung lữ bố này thì em có cái size loại size nhỏ và có loại size to. Cái loại size nhỏ này thì em vẫn đang bán với giá là 75.000 đồng một cốc ạ. Loại size nhỏ này, đấy, 75.000 đồng một cốc. Và loại này thì mua từ 5 cốc, em tính với giá là 70.000. Hàng này hoa của nó màu hồng đậm, tím đậm, chứ nó không như hạc vĩ thường của mình. Đây là hạc vĩ thiên cung lữ bố, cốc size cốc nhỏ. Còn đây là cái loại size to. Loại size to này là những cái cây mà nó đã từng có cả hoa này và bây giờ đang lên rất là nhiều ki này. Chậu này cây cao to hơn nhiều. Đấy, để em so sánh cho mọi người hai loại chậu khác nhau.
với mức giá khác nhau nhé. Loại chậu to này với giá 180 và loại nhỏ này là 75.000 nhé. Đấy, nó sẽ to hơn nhiều hơn. Đây là loại thiên cung lữ bố loại chậu to ạ. Em còn vài giò kim điệp xuân hàng thuần này, thuần 2 năm tại vườn rồi. Cái này thì em ở ngoài vườn còn rất là nhiều. Em bán cho mọi người với giá là 190.000 đồng một giò kim điệp xuân nhé. Hàng này hàng thuần rồi, các bác nhìn này, cái mầm gốc lên rất là khỏe, lực. Đấy, thân này là thân hoa năm nay ạ. 190.000 đồng một giò kim điệp xuân. Em còn một số những bảng phi điệp tím hàng bảng này. Hàng này là hàng tím xưa, hoa thơm. Đấy, những bảng này rất là nhiều mầm gốc, nhiều ki lên. Em bán là 150.000 một giò nhé. Giá cũ từ 250 đấy ạ. Giá cũ là 250. Bởi vì giờ nó hết hoa nên em tính cho mọi người giá làm giống. Hôm nay em có một cái lô hàng dendro vàng. Lô này sẽ giảm giá cho các bác bởi vì nhiều hàng về quá. Hàng này hôm trước về là 220 một giò. Hôm nay thì em sẽ thanh lý cho các bác với giá chỉ có 180.000 đồng một bụi. Nhiều thân. Đấy, bụi rất là nhiều thân. Đây là dendro hoa vàng nhé. Dendro hoa vàng chậu nhiều thân này với giá 180.000 nhé. Số lượng có hạn thôi ạ. Và bên đây là những cái bảng trầm, bảng hoàng thảo vôi hoa trắng này. Những bảng hoàng thảo vôi hoa trắng đang rất là nhiều mầm ki. Hàng chuẩn bông cho mọi người nhé. Vôi trắng, chứ vôi tím thì nó quá thông thường rồi. Em bán một bảng này với giá 150.000 nhé. 150 một cái bảng hoàng thảo vôi hoa trắng ạ. Đai châu Thái loại chậu khủng to này. Loại này thì cây của nó nhiều cặp lá. Em bán 200.000 một giò. Hôm nay ưu đãi khách hàng khi mua từ 2 giò đai châu Thái. Em bao ship cho các bác nhé. Đấy, chương trình một số mặt hàng được bao ship, được khuyến mại ưu đãi thì các bác tranh thủ săn được mặt hàng giá rẻ. Đấy, cây của nó nhiều cặp lá, cây lá mít ngắn này. Michata, dáng hương Michata, hoa thơm, 150.000 một giò. Đấy, Michata 150 một giò ạ. Dáng hương tam màu sắc hoa trắng đột biến này, hoa màu trắng tinh, 150.000 đồng một chậu. Dáng hương tam màu sắc hoa trắng. Em có cả một loại nữa là dáng hương giả hàng Pháp loại chậu to. Loại chậu này là loại trồng chậu và cây cao hơn, khỏe hơn. Thì loại này là 150 một chậu nhé. 150.000 một chậu giả hàng Pháp.